Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dự kiến đưa vào khai thác dịp 2 tháng 9. Tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái - Quảng Ninh dự kiến sẽ hoàn thiện và được khánh thành vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9 tới. Trên toàn tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đoạn Vân Đồn - Tiên Yên dài hơn 16 km, đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách đã được hoàn thành, sẵn sàng đưa vào khai thác. Đoạn Tiên Yên - Móng Cái dài trên 60 km, đầu tư bằng hình thức hợp tác công tư PPP, hợp đồng BOT. Đầu tư, khai thác, chuyển giao đã xong khoảng 95% công việc. So với kế hoạch, tiến độ thi công tuyến cao tốc bị chậm. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, chủ đầu tư và các nhà thầu đang nỗ lực tập trung cho giai đoạn thi công nước rút để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng và phấn đấu khánh thành tuyến đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vào đúng dịp 2 tháng 9. Các công việc còn lại chủ yếu tập trung vào lớp bê tông nhựa tạo nhám mặt đường và hoàn thiện các hạng mục khác như hệ thống biển báo, hệ thống thu phí, kẻ sơn vạch đường. Khi hoàn thành đi vào sử dụng, đây là tuyến cao tốc thứ 3 của tỉnh Quảng Ninh sau đúng 4 năm khánh thành tuyến cao tốc đầu tiên là Hạ Long - Hải Phòng. Sau đó, tạo thành một tuyến cao tốc đồng bộ dài khoảng 200 km, xuyên suốt chiều dài của tỉnh kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Hải Phòng - Hà Nội. Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được khởi công từ tháng 4 năm 2019 với tổng chiều dài khoảng 80 km, quy mô đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc tối đa 120 km/h với tổng kinh phí hơn 11.000 tỷ đồng. Trước đó, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã được thông xe toàn tuyến vào tháng 1 năm 2022.